Chào mọi người, đây là chương trình livestream buổi chiều tối ngày 27 tháng 3 năm 2024. Hôm nay Đài Vĩnh Long Minh Hải lại tiếp tục cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan đến huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Như tất cả chúng ta đều đã biết thì là huấn luyện viên Philip Chu đã rời chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Bây giờ liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tìm ai như thế nào? Và đây là những thông tin mới nhất liên quan đến tính toán của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Trong vòng khoảng tầm từ bây giờ cho đến đầu tháng 4 thì liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố danh sách những à chính xác là công bố huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển quốc gia và huấn luyện viên của đội U23 Việt Nam và đó sẽ là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, nhiều khả năng là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tất nhiên bây giờ thì huấn luyện viên của đội U23 thì đã chốt là anh Hoàng Anh Tuấn rồi. Còn huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thì hiện nay liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa chốt và cũng chưa có bất cứ một cái thông tin nào về danh tính của huấn luyện viên đó. Nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì muốn là ổn định sớm bởi vì V-League vẫn đá và các huấn luyện viên tạm quyền thì cần có được một cái cơ chế để có thể đi xem cầu thủ, được làm việc với các cầu thủ, được làm việc với các câu lạc bộ. Cho nên là họ phải tính toán rất là sớm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lựa chọn huấn luyện viên ngoại lâu dài cho đội tuyển Việt Nam và đây sẽ là người dẫn dắt đội tuyển quốc gia của chúng ta ở AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm còn rất nhiều những thông tin nữa liên quan đến quang hải liên quan đến rất nhiều những câu chuyện đằng sau hôm nay mình xin phép chia, chia, chia sẻ cho các bạn huấn luyện viên philip chu c cả ngày hôm nay đã làm gì mình sẽ chia sẻ các bạn hôm nay tất cả những câu chuyện đó trong chương trình này các bạn nếu mà các bạn xem thì các bạn nhớ để lại cho minh hải những comment để minh hải biết được rằng là các bạn đang mong muốn à, biết thông tin về chủ đề gì các bạn muốn mình đào sâu vào cái lĩnh vực nào thì các bạn có thể cho mình biết để ngay sau đó mình sẽ truyền tải đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Nhưng mình cũng nói với các bạn rồi là thông tin bây giờ nó rất là nhanh và nó rất là nhiều, chứ là mình không thể nào mà như trước đây là cứ đúng giờ mình lên sóng được. Mình cứ khi nào có thông tin mới là mình lên sóng ngay. Cả ngày hôm nay liên đoàn bóng đá Việt Nam chính xác là từ đêm ngày hôm qua, liên đoàn bóng đá Việt Nam thực sự rất sôi sục và mình cảm nhận được họ đang làm việc trên một cái tinh thần rất khẩn trương, có trách nhiệm để làm sao đưa ra được một cái định hướng mới cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ổn định lại tâm lý cho những người làm bóng đá, cho những người đang nằm trong diện theo dõi ở đội tuyển quốc gia. Và bây giờ mình có thể chia sẻ với các bạn luôn. Tối ngày hôm qua mình đã biết được là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khả năng rất cao là sẽ được mời làm huấn luyện viên U23 dự vòng chung kết U23 châu Á. Cái này mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì từ nay cho đến đầu tháng 4, mình không biết cái mốc thời gian là như thế nào, nhưng từ nay cho đến đầu tháng 4, tức là nửa đầu, muộn nhất là ngày 15 tháng 4 thì sẽ phải có được cái vị trí đó là huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển quốc gia vì sao lại như vậy bởi vì liên đoàn bây giờ cũng chưa cũng chưa nói chuyện được với các ứng viên cũng chưa biết ai là người có ok hay không nhưng vì thời gian từ nay cho đến tháng 6 nó không còn nhiều không còn nhiều ở đây là để chúng ta lựa chọn các huấn luyện viên lâu dài cũng không còn nhiều để cho chúng ta có được một cái sự chuẩn bị thật là tốt cho nên là liên đoàn bóng đá việt nam phải tính theo đúng cái kiểu của liên đoàn bóng đá hàn quốc tức là chúng ta sẽ sử dụng huấn luyện viên tạm quyền trong lúc chúng ta lựa chọn những huấn luyện viên lâu dài bởi vì vì lý do để chuẩn bị cho hai trận vào tháng 6 mà chúng ta gấp gáp quá thì cái công cuộc chúng ta lựa chọn huấn luyện viên mới nó có thể là sẽ phải gấp gáp vì chịu cái áp lực về mặt thời gian cho nên là nó có thể sẽ có những cái sai sót. Đấy là lý do vì sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra một quyết định mình cho là hoàn toàn chính xác vào thời điểm này, đó là sử dụng một huấn luyện viên nội để tạm quyền đá nốt hai trận đấu ở vòng loại World Cup thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 6 và trong cả khoảng thời gian đó chúng ta sẽ có thời gian để lựa chọn những huấn luyện viên phù hợp nhất với đội tuyển quốc gia của chúng ta trong giai đoạn mới. Đây là thông tin rất mới và đây là cái thông tin rất khó để chúng ta có thể lấy được. Và mình cũng biết được rằng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khả năng rất cao là sẽ được lựa chọn cho cả hai cương vị, đó là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia tạm quyền và huấn luyện viên của đội U23 Việt Nam và cũng có thể liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tách đội U23 và đội tuyển quốc gia ra làm đôi, tức là Huấn luyện viên trưởng thì chỉ có làm đội tuyển quốc gia thôi, còn huấn luyện viên đội U23 là sẽ nắm các đội U23. Đó là những cái thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn và đây là một cái thông tin có lẽ là cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui. Mình không biết là liệu huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lên nắm quyền thì ông có mời huấn luyện viên hay nói chính xác hơn là giám đốc kỹ thuật Jun Gun Gd một người mà anh Hoàng Anh Tuấn coi như người anh lớn của mình và cũng là một bộ đôi phối hợp với nhau rất ăn ý thì cái này là còn phải tùy thuộc khi nào liên đoàn bóng đá việt nam làm việc với anh hoàng anh tuấn đề cập đến vấn đề này thì lúc đấy anh hoàng anh tuấn mới đưa ra cái lời đề xuất anh hoàng anh tuấn bây giờ cũng đang trạng thái chuẩn bị mình biết là như vậy anh tuấn luôn luôn là như thế luôn luôn chuẩn bị và trợ lý là ai sẽ chuẩn bị như thế nào thì cũng xin được chia sẻ với các bạn luôn là anh hoàng anh tuấn sẽ là người uh, được coi là ứng cử viên số 1 mọi người đang hỏi về huấn luyện viên mai đức trung liệu có không mình nghĩ là chú mai đức trung cũng đã làm việc với liên đoàn rồi Tức là khi mà kết thúc cái hợp đồng với đội tuyển nữ Thì chú Trung cũng nói là chú cũng đã lớn tuổi và chú cần nghỉ ngơi Chú không chịu được áp lực Bây giờ đừng bắt chú phải chịu áp lực nữa Ở cái tuổi như của chú bây giờ là xứng đáng được nghỉ ngơi Và mình nghĩ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không mời huấn luyện viên Mai Đức Trung Tiếp theo có một loạt những cái câu chuyện khác Như là huấn luyện viên Popop Như là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm huấn luyện viên kia đi sắc thì mình đến bây giờ chưa có bất cứ một cái tên nào được đưa ra và mình sẽ còn cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất khi mà có những cái danh tính bởi vì bây giờ chúng ta phán đoán thì nó rất dễ nhưng mà chúng ta phán đoán nó chả giải quyết vấn đề gì cả à, nó chỉ là cái việc đoán mò thôi bao giờ có thông tin đích danh và liên hoàng đá việt nam làm việc với ai họ bàn bạc với nhau như nào thì minh hải sẽ chia sẻ với các bạn một việc các bạn đơn giản nhất là các bạn hãy hãy đăng ký kênh của vlog minh hải để mỗi khi chúng mình lên sóng thì youtube sẽ báo cho các bạn à, các bạn khi mà các bạn à, đăng ký các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo để bất cứ một thông tin gì mới thì youtube sẽ báo cho các bạn luôn và cũng đề nghị các bạn ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình các bạn nhớ để động viên cho team của vlog minh hải thực sự là từ đêm ngày từ ngày hôm qua cho đến bây giờ mình mới ngủ được có hai tiếng với cũng rất là mong là tất cả chúng ta sẽ cùng hỗ trợ và chúng ta hãy động viên tinh thần cho nhau động viên cho các cầu thủ và động viên cho cả vĩ minh hải nữa bởi vì bây giờ mình đang rất cố gắng tiếp theo là mình sẽ nói với các bạn về cái cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn huấn luyện viên lâu dài thực ra thì đến bây giờ sau khi mà liên đoàn bóng đá việt nam họ cũng đã có những cuộc họp nhất định thì cũng đã được đưa ra rất nhiều yếu tố hôm nay trần anh tú có trả lời tờ vn express thì anh có nói một câu là sẽ lựa chọn những cầu những huấn luyện viên giỏi phù hợp và có tính cầu thị mình nói ở đây là cái tính cầu thị ở đây là nó cũng là cái rất là quan trọng vì sao bởi vì cái tính cầu thị ở đây chúng ta nên được hiểu theo nghĩa là huấn luyện viên là phải biết nghe những cái lời can gián huấn luyện viên là phải biết nghe những cái lời gọi là uh, tư vấn những cái lời tư vấn đúng là phải biết nghe chứ không phải là cái bảo thủ cái này thì mình cũng không dám mặn đàm nhưng mà rồi đây thì các bạn sẽ có được cái danh sách các ứng cử viên quay đi quẩn lại thì cũng chỉ nói đến một vấn đề là liên đoàn bóng đá việt nam sẽ làm hai việc một là chọn huấn luyện viên tạm quyền để đá nốt hai cái trận đấu ở vòng loại World Cup chúng ta vẫn đặt mục tiêu nhá cho dù là còn một tia hy vọng thôi thì chúng ta sẽ vẫn phải cố gắng đó và thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn cái huấn luyện viên lâu dài huấn luyện viên lâu dài này sẽ là một người nước ngoài và nhiều khả năng sẽ là một huấn luyện viên người Nhật nhiều khả năng sẽ là huấn luyện viên người Nhật như mình đã nói rồi là nó hội tụ rất nhiều những yếu tố từ văn hóa cho đến sự kiên trì sự kỷ luật và quan trọng là các huấn luyện viên người Nhật thì họ cũng được thẩm thấu cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật áp dụng trong cái lĩnh vực thể thao, áp dụng vào công tác uh, thi đấu. Về thất bại của đội tuyển Việt Nam thì mình nghĩ là cũng không nên đổ hết cho huấn luyện viên Philip Chu cũng không đổ hết lên cho các cầu thủ mà chúng ta nhìn rộng ra là hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta hiện nay cũng đang không được tốt. Nhưng mình đã nói với các bạn là sau cái thế hệ của các cầu thủ sinh năm 95 và 97, tức là thế hệ của những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và về sau là thế hệ của Quang Hải và thêm một tí nữa là cái nhóm CM99 là trong đấy có đoàn văn hậu Thì sau cái lứa đấy là chúng ta không còn nhìn thấy các lứa khác nữa Mà lứa này thì đúng là thi đấu quá tải luôn Năm nay nói thật luôn là khi mà chúng ta nói về những chấn thương của đội tuyển Mình nghĩ là chúng ta chuyển đổi từ cái Tức là giờ thi đấu của chúng ta đang chuyển đổi đổi từ giờ cũ sang giờ thi đấu giống như của châu Âu Thì cái thời gian tổ chức giải đấu ấy, giống như thời gian của châu Âu Thì nó cũng khiến cho các cầu thủ bị quá tải Bởi vì hai mùa giải chúng ta tổ chức trong một năm đấy là lý do vì sao cầu thủ thi đấu nhiều, thi đấu nhiều dẫn đến quá tải, không có thời gian hồi phục cho dẫn đến chấn thương và cái chấn thương đấy nó cũng là ngọn nguồn cho cái việc là đội tuyển của quốc gia của chúng ta bị suy yếu đó. thì mình nghĩ là còn rất nhiều điều mà chúng ta cần phải giải quyết chứ không phải là cứ đội tuyển quốc gia uh, thi đấu không thành công phát là chúng ta đổ hết lỗi cho huấn luyện viên trưởng như thế thì thật sự là mình thấy nó cũng không ổn lắm đó. ngoài ra thì vi lịch của chúng ta có ổn không? đấy va của chúng ta đang rất là chúng ta đang áp dụng một cái bản va là cái bản va thấp nhất đang tồn tại trên thế giới cho nên là nó cũng góp phần khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn đó bởi vì là ý mình muốn nói ở đây là cái câu chuyện ở Asian Cup chứ nó không phải là ở vòng loại World Cup tức là chúng ta nhìn rộng ra thì nó là như vậy thêm một điều nữa mà mình xin được chia sẻ với các bạn luôn là trong ngày hôm nay mặc dù không còn là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nữa nhưng ông Philip Chuse thì ngay sau khi đàm phán xong với liên đoàn để kết thúc hợp đồng trước thời hạn 2 năm rưỡi, ông cũng đã dành phần lớn thời gian còn lại của mình để nói chuyện với các cầu thủ, để động viên các cầu thủ. Và ngày hôm nay thì ông ông động viên Đình Bắc. Xin thưa với các bạn là ông đã động viên Đình Bắc. Đình Bắc là cầu thủ gần như là cuối cùng là nhóm cầu thủ cuối cùng rời khách sạn ngày hôm nay. Bởi vì bạn ấy cái chuyến bay của bạn ấy về Đà Nẵng thì là buổi chiều, bạn ấy bay buổi chiều. Và cả buổi sáng, bình thường ra thì là 12 giờ khách sạn là check cao tức là là phải trả phòng nhưng liên đoàn bóng đá việt nam cũng đã làm việc với khách sạn để cho ông chu xie trả phòng muộn hơn ngày hôm nay thì thật sự là mình đánh giá rất là cao là ông chu xie ở những giây phút cuối cùng ông vẫn muốn chia sẻ với các cầu thủ và ngày hôm nay thì cũng có thêm rất nhiều những câu uh, câu chuyện nữa bên cạnh ông chu xie ông chu xie có nói với các cầu thủ là ông sẽ rất nhớ việt nam lỗi là lỗi của ông ông sẽ nhận trách nhiệm ông nhận trách nhiệm không phải bằng câu nói mà ông nhận trách nhiệm bằng chính những cái việc làm của mình ông nói là ông sẽ rất nhớ việt nam ông có dùng một cái từ là i love you tức là tôi yêu các bạn để khi mà tạm biệt với các cầu thủ à, đó là một cái khung cảnh rất ít người được chứng kiến và mình nghĩ là cũng sẽ khó để chúng ta có thể được xem những cái màn hình đó nhưng mà nghe theo những lời kể thì chúng ta biết được là đấy là một cái bầu không khí mà các cầu thủ cũng rất là bị dịn có thể là khi diễn ra trận đấu có thể là khi mà đang chuẩn bị cho các giải đấu thì chúng ta có thể có những cái va chạm này va chạm kia nhưng những cái giây phút chia tay như thế nó cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy bịn dịn và đau lòng đó là những cái gì mà nó đã xảy ra bóng đá đó là như thế khi mà chúng ta chiến đấu là chúng ta chiến đấu với tất cả cái sự mạnh liệt của người đàn ông nhưng khi mà chúng ta trở lại cuộc sống đời thường thì chúng ta lại là những người rất tình cảm và gần gũi đó là cái cách mà chúng ta hành xử và đấy cũng là cách mà chúng ta để lại cái dấu ấn trong trái tim của huấn luyện viên Philip Chuse trong trái tim của người đi ông đã nói rằng ông yêu Việt Nam ông sẽ nhớ Việt Nam ông rất yêu các cầu thủ đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu phần 2 là câu chuyện liên quan đến Quang Hải Quang Hải cũng muốn khép lại câu chuyện này Quang Hải cũng nói rằng là bạn ấy cảm thấy rất là rất là buồn vì bạn ấy rất là máu lửa muốn được ra sân thi đấu nhất là khi đội bóng đang bị dẫn và cái việc mà các bạn bạn ấy thể hiện một cái sự bức xúc như vậy thì nó cũng là cái cảm giác bình thường của những cầu thủ có khát vọng. Đó, và bạn ấy muốn dừng lại tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho một cái tương lai phía trước. Nhất là tới đây thì Quang Hải sẽ tổ chức đám cưới. Thôi mọi thứ mình nghĩ là nên khép lại. Ngày hôm nay thì mình cũng muốn là khép lại tất cả mọi thứ, tất cả những cái câu chuyện cũ lại. À, mình có hứa với các bạn là sẽ kể những câu chuyện thâm cung bí sử, nhưng mà có lẽ là mình lại xin khất các bạn sang một thời điểm khác bởi vì đây là cái câu chuyện va chạm giữa huấn luyện viên và các cầu thủ đấy, và huấn luyện viên philip chuse thì ngày hôm nay cũng đã chia sẻ với một nhà báo nói rằng là ông cũng đã đóng cửa với báo chí mình nghĩ là báo chí thật sự là cũng cảm thấy thất vọng với ông chuse bởi vì là rất nhiều anh em phóng viên đi từ việt nam sang indonesia nhưng cuối cùng ông lại cho tập kín đấy là điều mà thật sự là khiến cho anh em cảm thấy bức xúc họ bỏ ra thời gian họ bỏ ra tiền bạc và biết bao nhiêu sự kỳ vọng để phục vụ cho hàng triệu khán giả của họ nhưng cuối cùng ông đã đóng cửa Đối với mình thì chuyện này là chuyện bình thường bởi vì là mình cũng đã tác nghiệp hơn hai chục năm rồi, mình quá quen với việc này. Mình cũng chẳng cần một cái buổi tập để chúng ta biết được là là xem là cái gì. Bởi vì buổi tập ra thì đa số là những câu chuyện bên lề thôi. Bên cạnh đó thì nó cũng chỉ là những cái vị triệt khởi động các thứ thôi chứ còn có được xem những cái phần uh, tập chiến thuật đâu. Cho nên là mình nghĩ là nó không phải không phải là vấn đề. Đấy cho nên là chúng ta khép lại câu chuyện này đến khi nào phù hợp, mình sẽ kể cho các bạn nghe sau những cái câu chuyện mà mình tin là rồi đây các cầu thủ nếu như trong trường hợp tốt nhất là khi để mọi thứ nó nguôi ngoai rồi thì các cầu thủ có thể tự mình kể ra thì nó sẽ thuyết phục hơn và mình cũng không muốn là mình kể xong rồi vì một lý do nào đó các cầu thủ muốn bảo vệ thầy hoặc muốn bảo vệ bản thân hoặc là không muốn thế này thế kia họ lại lên họ nói những cái câu chuyện nó khác đi thì cuối cùng chúng ta lại nảy sinh những sự cãi vã không cần thiết cho nên là mình xin phép các bạn là các bạn cứ cố gắng hộ mình đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình còn uh, các bạn uh, muốn có thêm những cái thông tin gì thì các bạn đề nghị các bạn comment thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều người cứ nói là tiến cử các huấn luyện viên ví dụ như anh chu đình nghiêm là rất là khó lên mặc dù anh văn trần hoàn đồng ý đấy nhưng mà bây giờ ở câu lạc bộ còn bao nhiêu việc đúng không ạ bây giờ chúng ta chẳng nhẽ liên đoàn người ta không làm thế đâu ai lại đi uh, để củng cố cho đội tuyển quốc gia mà đi rút ruột của các câu lạc bộ thì mình nghĩ là họ không làm như thế. Cho nên là việc mà anh Hoàng Anh Tuấn được lựa chọn thì mình nghĩ nó là đương nhiên. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây có các bạn thì nói là mời Polking đi. Mình uh, mình muốn là thầy Ly Ông Jin. Mình muốn là thầy Ly Không biết là cảm xúc của các bạn như nào, không biết là các bạn mong muốn là ai nhưng mà mình thì mình mong đấy là huấn luyện viên Ông Jin. Bởi vì là huấn luyện viên Ông Jin thì các bạn biết là nó có rất nhiều những cái có nhiều những cái mình cảm giác là nó phù hợp điều đầu tiên vì sao mình lại nói là phù hợp là bởi vì huấn luyện viên Lyon Jin đã cầm đội tuyển quốc gia cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo rồi ông hiểu bóng đá Việt Nam đến tận chân tơ kẽ tóc không mất thời gian để làm quen lại nữa thứ hai nữa là huấn luyện viên Jin đã thực sự là một người có cái uy với các cầu thủ bằng sự chiều mến bằng sự thân thiện bằng sự gần gũi bằng sự sẻ chia cho nên là mình nghĩ là không mời được thầy Park thì mời thầy Ly cũng là rất là đẹp đấy còn tất nhiên là có thể liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải tính toán đúng không ạ Đấy, bạn uh, P Anh Đào nó là bớt Leon Jin đi, Manopon Polking, ok. Đấy, còn bạn Hùng Khanh nó là Mark Winmost. Bây giờ mình sẽ dành ra khoảng tầm 3 phút để các bạn comment xem là các bạn muốn tiến cử ai. Mình thì uh, muốn tiến cử huấn luyện viên Leon Jin. Còn đương nhiên huấn luyện viên tạm quyền thì mình tiến cử huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đó, còn nếu như anh Hoàng Anh Tuấn mọi thứ mà ok được thì chốt luôn anh Hoàng Anh Tuấn, đúng không? Cũng chả có vấn đề gì phải lo ngại cả. Bạn Long Chiều của nó là Minh Hải Hẹn ngày 27 này kể chuyện về Đấy thì mình vừa mới nói với các bạn rồi Vì nỗi đau của chúng ta nó Nó chưa liền sẹo Bây giờ kể thì nó rất là buồn Các bạn nhìn thấy Quang Hải như thế là các bạn hiểu câu chuyện rồi Các bạn thấy Hoàng Đức như vậy là các bạn hiểu câu chuyện rồi Không cần phải kể nhiều nữa Nhưng mà về sau chi tiết như nào Thì mình sẽ nói với các bạn sau Còn rất nhiều những cái thông tin hay Còn rất nhiều những thông tin cần phải cập nhật Quy trình lựa chọn huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia như thế nào danh sách các ứng cử viên của chúng ta ra sao và chúng ta sẽ chốt ai, đưa ai vào từng thứ tự như thế nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vì chúng ta biết là chúng ta đặt theo cái thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? Thì chúng ta sẽ đàm phán với ông số 1 trước, sau đó là đến những phần sau. Nếu mà được anh số 1 phát là chốt luôn, ký hợp đồng luôn. Còn anh số 1 từ chối hoặc là không đạt được thỏa thuận, chúng ta xuống anh thứ hai Và một cái câu chuyện nữa là kinh tế. Tức là nếu như mà ký hợp đồng với một huấn luyện viên quá là nhiều tiền, thì chúng ta sẽ nguồn lấy nguồn tiền ở đâu có tài trợ hay không tài trợ thì mình sẽ thông báo với các bạn các bạn chỉ phải làm một việc thôi đó là các bạn đăng ký uh, kênh youtube của vlog minh hải khi các bạn ấn vào nút đăng ký các bạn nhớ là ấn vào chuông và chọn thông báo để mỗi khi có thông tin mới mình livestream thì youtube sẽ thông báo với các bạn vì mình có thể livestream ở những khung giờ rất là khác nhau cứ có thông tin mới là mình sẽ làm ngay và bây giờ một trong những cái lịch mình mình quan tâm nhất đó là lịch họp kể cả lịch họp online để xem xem là các bên họ chia sẻ thông tin như thế nào mình đánh giá cao liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc là họ đã họ đã đàm phán với ông Chu Xie để thanh lý hợp đồng mình nghĩ là đây là một cái thành công cực lớn thứ hai nữa là họ đã rất nhanh chóng khẩn trương trách nhiệm họ nhìn về những cái thất bại đã qua và rút kinh nghiệm cho cái đợt tuyển chọn huấn luyện viên mới mình nghĩ là ai làm thì cũng sẽ có những cái sai sót ai làm thì cũng bởi vì bóng đá mà các bạn bóng đá thì cái 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 phần thắng thua nó là cái phần rất là khó để đoán trước được cho nên là liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang rất là cố gắng mình mong là tất cả chúng ta sẽ ủng hộ cho liên đoàn, ủng hộ cho những người đang làm việc và họ vẫn đang cố gắng uh, hướng đến những cái sự lựa chọn tốt hơn cho bóng đá Việt Nam. Đó thì uh, mọi người đang nói về Pôn Kinh. Đó. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn đấy các bạn thấy không? Rất nhiều người. Ai chưa like thì nhớ like cho mình nhá. Đang có 16.000 người đang xem Mà số lượng người like của chúng ta bây giờ mới đang có 2.8 các bạn dành ra 3 giây để like cho mình, hộ mình nhá Bạn uh, Seven Nguyên, nó là đền 4 tỷ rưỡi mà anh nói là không bất đồng nào. Bạn có hiểu thế nào là bồi thường không ạ? Bồi thường là chúng ta không mất tiền bồi thường. Còn uh, chúng ta gọi là uh, tặng ông ấy 3 tháng tiền lương. Đấy, thì nó rơi vào khoảng tầm uh, khoảng 5 tỷ nhỉ? Đấy. Uh, 3 tháng tiền lương là rơi khoảng tầm 5 tỷ đồng. Thực ra là các bạn đừng nghĩ là là cái, cái cái khoản tiền 3 tháng lương đấy là bồi thường. Làm gì có ai bồi thường 3 tháng lương đâu. Đó. Đấy thì à, tùy mọi người. Mọi người à, nghĩ thế nào thì tùy. Mình sẽ cố gắng. Bạn Tùng Hoàng đó là ông Hoàng Anh Tuấn. Chính thức chưa? Tối ngày hôm qua thì cái lời mời anh Hoàng Anh Tuấn. Trời chính xác là gọi là đề nghị anh Hoàng Anh Tuấn xem xét về việc là dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á thì đã được đưa ra rồi Mình nghĩ là thời gian nó cũng là đơn giản Các bạn cứ yên tâm là là cũng Mình nghĩ là sớm thôi Đầu tháng 4 này có lẽ là trước ngày mùng 7 tháng 4 Mình nghĩ là sẽ có thôi Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Còn ở phần sau của chương trình các bạn có thể đặt ra câu hỏi Để mình trả lời câu hỏi của các bạn nhé Và bây giờ thì mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn một chút À hôm nay còn có thêm rất là nhiều những cái lời tạm biệt huấn luyện viên Chu Siê khi mà anh em cầu thủ cũng đã cũng đã cảm ơn thầy rất là nhiều ở à, đây là đông á shop vn một website đã song hành cùng với sức khỏe của mọi người trong một khoảng thời gian rất dài bổ thận dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng nói đến đây phát là các bạn biết ngay về yếu sinh lý đúng không ạ những anh chàng yếu sinh lý thì chú ý bổ thận dược quý đường hỗ trợ bổ thận tráng dương giúp tăng cường sinh lực và cải thiện sinh lý nam giới ở đây nó có rất nhiều những cái điều tuyệt vời mà mình muốn chia sẻ với các bạn nó có bạch tật lê Bạch tật lê là tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây là một loại hóc môn để hỗ trợ ham muốn của đàn ông. Nếu ham muốn của các bạn đang tốt thì nó sẽ kéo dài cái thời gian thanh xuân của chúng ta. Còn nếu mà cái ham muốn của các bạn nó đang thấp thì nó kéo cái ham muốn của bạn lên. Còn nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, kỳ tử và ba kích. Sáu dược liệu quý này nó sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn của đàn ông được thực hiện một cách tốt nhất. Các bạn nhớ ngày dùng hai lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng và nhớ duy trì thì hiệu quả nó mới bền vững sung mát tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn các bạn nhớ nhá là nó bền vững nhờ cơ chế nội sinh vì nội là bên trong sinh là sinh ra sinh ra từ bên trong cho nên rất bền vững sinh ra từ bên trong cho nên rất an toàn vì nó phù hợp với cơ địa của chúng ta nó phù hợp với cái tiêu chí của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong số điện thoại là 024 7777 -8877. các bạn ấn vào đây để đặt hàng ngay ngoài ra thì còn có tỏi kim cương đông á món quà kim cương cho sức khỏe mình vẫn làm câu thơ là miệng nói trăm nhớ ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà. Đây các bạn nhìn thấy uh, cái uh, hàm lượng dinh dưỡng vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. Cái củ tỏi này trước khi nó thay màu và đổi vị thì nó đã trải qua 2.000 giờ lên men nhờ cái công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản và cái quy trình sản xuất hiện đại cũng được chuyển giao độc quyền từ Nhật Bản. Đấy các bạn xem tác dụng này hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kích thích tiêu hóa tăng sức đề kháng hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ. Các bạn nhớ không? Đó. Chúng ta có hai loại, một loại là bóc vỏ rồi, một loại là chưa bóc vỏ. Đấy. số điện thoại vẫn là 02477778877 các bạn nhé. Còn đây là yến kiều trưng đông trùng hạ thảo. Các bạn biết là yến xào đã rất bổ rồi, trưng với đông trùng hạ thảo thì nó còn bổ hơn nữa. Đấy, cho là cái này là nó đại bổ, nó giúp cho chúng ta uh, giải quyết những cái vấn đề của những người bị bệnh khó chữa, những người mà gặp nhiều khó khăn trong cái uh, sức khỏe của mình những người uh, bị ốm hoặc là mới ốm dậy những người mà làm việc vất vả lao lực thì chúng ta sử dụng cái này nhưng mà chỉ sử dụng cho người trên 12 tuổi bởi vì nó có đông trùng hạ thảo dưới 12 tuổi chúng ta sử dụng yến kiều kít vì nó được tối ưu cho hệ tiêu hóa của trẻ em ngoài ra nó tăng cường canxi giúp cho các con của chúng ta mau lớn và cứng cáp uh, nó cũng đã nó cũng đã có cái tác dụng là bổ sung thêm tế bào thần kinh giúp cho các con của chúng ta thông minh hơn các bạn nhớ nhé, còn cái Foycen này hỗ trợ tăng cường chức năng gan ở Việt Nam thì có hai chỉ số, đó là chỉ số ung thư gan và tỷ tử vong do ung thư gan là cao nhất thế giới. Cho nên là cái Foycen này nó hỗ trợ tăng cường chức năng gan, giảm nguy cơ bị sơ gan, viêm gan và ung thư gan. Số điện thoại các bạn nhìn ở đây 024 7777 8877. Số điện thoại mình để trên logo, website mình cũng để trên logo nhá. Các bạn uh, quan tâm thì uh, mua cho bản thân, cho gia đình nó là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình chuyển sang phần 2, mình sẽ livestream với các bạn đến khoảng tầm 7 giờ 15 sau đó là mình xin phép ngừng, bởi vì tối ngày hôm nay mình phải đi dự một cái cái giải công hiến, mình cũng khoe với các bạn một tí, mình nằm trong ban giám khảo, ban giám khảo của giải công hiến do báo thể thao văn hóa thông tấn xã năm nay, cho nên là hôm nay tổ chức ở nhà hát lớn, mình đi dự, đấy, cũng để xem xem là những cái bầu chọn của mình thì nó có đúng với kết quả hay không các bạn nhớ nhá các bạn hãy like cho các bạn hãy uh, like cho vlog minh hải và các bạn ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình uh, hiến đô còn hỏi là nay lên sớm thế em bây giờ thông tin mới là cứ có thông tin phát là em lên luôn Đấy, ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký để khi nào em có thông tin mới em live stream bất kể giờ giấc thì các bạn sẽ có được thông tin luôn cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ thì uh, minh hải xin phép là trả lời câu hỏi của các bạn em like rồi anh nhé bạn lê trung chính cảm ơn bạn rất nhiều sau VFF không mời trợ lý của huấn viên Park Hang-seo làm huấn viên cho đội tuyển Lý Công mình cũng đang đề xuất về huấn luyện viên Lee Hong Jin Mình muốn là huấn luyện viên Lee Hong Jin à, Lý Công Huỳnh của nó là mời Mourinho đang rảnh thì anh Hải ơi Thôi các bạn đừng có đề xuất thế Các bạn toàn đề xuất Jungen Club với cả Mourinho làm gì Nói chung là cái nỗi đau của chúng ta bây giờ nó đang rất là đau xót rồi Các bạn đừng có nói như vậy Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé Mark Winmos bạn Đắc Huy mình đồng ý luôn là Mark Winmos Thật sự nếu mà chuẩn ra là Mark Winmos thì là số 1 rồi Các bạn có công nhận không? Hân, ông Ly, ông Jin là thích hợp nhất Mình cũng đồng ý như thế Anh nghĩ huấn luyện viên Vũ Tiến Thành hay đó à, Tất cả mọi người đề xuất thì đấy là quan điểm của chúng ta Còn Minh Hải sẽ cập nhật cho các bạn Thực sự Liên đoàn đá Việt Nam đang hướng đến ai Mình nghĩ là thôi cứ nói về huấn luyện viên tạm quyền trước Đó là anh Hoàng Anh Tuấn nếu mà trong tháng 6 này mà chúng ta chơi tốt dưới triều đại của huấn viên Hoàng Anh Tuấn thì có khi AFF CUP để anh Hoàng Anh Tuấn anh làm. Mình nghĩ như thế thì quá phù hợp luôn. Ok mọi người rất là tuyệt vời đúng không? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Thọ Phạm có nói là sao Minh Hải bảo không mất đồng nào mà giờ đây là mất 5 tỷ mà. 5 tỷ đấy là chúng ta tặng cho ông ấy 3 tháng tiền lương. Chứ đấy không phải là tiền bồi thường. Ôi mọi người ơi, sao lại mọi người lại không 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 phân biệt được nhỉ? Tức là cái tiền chúng ta tặng thêm ông ấy là cái tiền khác, tức là vì ông ấy không đòi tiền bồi thường, chứ là chúng ta trả cho ông ấy 3 tháng lương. Đấy không được gọi là tiền bồi thường các bạn nhá. Bạn Quang Hải, tạ có nói là Minh Hải nên có ý kiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và có cơ chế đủ tốt để mời ông thầy người Đức đó sẽ là tuyệt vời. Mình nghĩ là huấn luyện viên Philip huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nếu như mà trở thành huấn luyện viên trưởng lâu dài thì mình nghĩ là ông Duyên Gede sẽ sang. Bạn Tuấn Văn của nó là bầu Đức Bảo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có giỏi gì đâu. Mình nghĩ là anh Hoàng Anh Tuấn nếu mà về nói về huấn luyện thì chắc chắn là giỏi hơn bầu Đức. Và anh Hoàng Anh Tuấn đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam đến với World Cup mà bảo không giỏi nữa thì mình cũng không biết. Các huấn luyện viên nước ngoài thuê bao tiền ra còn trả đưa được đến World Cup mà cuối cùng huấn luyện viên nội của chúng ta, huấn luyện viên Mai Đức Chung là đội nữ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là đội nam. Nói chung là như Jurgen Klopp đã từng nói một câu rất là hay Đó là đừng bao giờ hỏi một huấn luyện viên về vaccine Bởi vì mỗi một người là có một công một việc bầu đức có thể là giỏi về kinh doanh, giỏi về nhiều thứ Nhưng về cái chuyên môn bóng đá làm sao bầu đức giỏi bằng anh Hoàng Anh Tuấn được Cái đấy thì khỏi phải bàn Bạn Hà Nguyễn có nói là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mà không giỏi, chết cười à, Thôi mọi người, mỗi một người sẽ có một uh, quan điểm mình cũng không biết là sẽ phải nói với các bạn như thế nào nhưng mà Thôi đấy thì tùy mọi người tùy quan điểm của từng người một mình cũng uh, chả hiểu là khái niệm của mọi người thế nào là giỏi bởi vì là là huấn luyện viên thì các bạn biết rồi lúc uh, thế này lúc thế kia thành công phát thì là trở thành người giỏi ngay còn không thành công phát thì lại tự nhiên là thành người không giỏi đúng không các bạn thấy không? Có chết rồi mình lại để cái ổ điện ở bên kia mất rồi Cảm ơn mọi người rất là nhiều Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé Chúng ta sẽ cố gắng Minh Hải cũng sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể Để mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất Mình cũng đang rất máu lửa đây à, Hằng Nguyễn hỏi là đông trùng hạ thảo giáo bao nhiêu anh Hải ơi À Hải ơi Xin trả lời bạn luôn nó nó có nhiều nó có nhiều cái hộp, nhiều trọng lượng. Chứ là mỗi một loại nó sẽ có gần đấy tiền. Bạn gọi điện đến số đằng sau mình này, bảy này. Để các bạn hỏi nhá. Mời thầy Ly đi anh Hải. Ồ chuẩn luôn, nhưng mà mời thầy Ly được thì ok quá. Quá chuẩn là phải mời thầy Ly rồi. Mình lại để cái ổ điện Main House C4 ở bên phòng livestream rồi cảm ơn mọi người rất nhiều và các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nào huấn luyện viên pop của thanh hóa các bạn cứ đề xuất đi mời ông nishido ok thôi tùy mọi người tùy quan điểm của mọi người chúng ta còn 7 phút nữa thôi nhá các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nào xin chào mình uh, cũng thông qua chương trình này mình cũng uh, xin được nói với các bạn những bạn nào đấy mà đang có ý định vào đây và comment những cái điều xấu xa bẩn thỉu thì uh, các bạn sẽ được comment một lần mình chỉ cần tìm thấy phát là các bạn lên đường ngay mời ông Tommy Asu <laughs> thầy Park đếm thì Hải nghĩ sao thầy Park đếm thì Hải nghĩ sao Văn Lê thầy Park em nghĩ là không em nghĩ là cái khả năng thầy Park trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là rất là thấp em nghĩ là như vậy VFF nên mời Johan Caballé vì có máu là người Việt Nam là hợp lý nhất. Ok. Johan Caballé có bà, có bà là người Việt Nam. Bạn Duyên Bùi của nó là Minh Hải thông tin về tiền chưa gây gọn. Người xem hiểu nhầm Minh Hải nên đưa tin gây gọn hơn. Ôi thì em đã chia sẻ rất là rõ rồi còn gì. Em bảo là chúng ta không phải bồi thường mà chúng ta giúp cho ông ấy có 3 tháng lương. Thì đấy là chuẩn rồi còn gì. Chứ bây giờ lại bảo bồi thường 3 tháng lương thì nó sai chứ. Chúng ta có phải bồi thường đâu, chúng ta không phải bồi thường mà, chúng ta chỉ hỗ trợ ông 3 tháng lương thôi. Bạn Quang phố cổ của nó là Minh Hải cho anh hỏi ai là người tiếp sau ông Châu? Cảm ơn em. À, mình không biết, em không biết anh ạ. Cứ từ từ đã, bởi vì thông tin này nó cũng đã có đâu. À, liên đoàn cũng chưa chính thức đưa ra. Ai. Có thể là ngày mai em sẽ thông báo cho mọi người về ý tưởng của liên đoàn xem họ sẽ lựa chọn ai các bạn cứ yên tâm đó và ở trên màn hình của các bạn hiện nay đang là chiếc ổ cắm menhouse c4 em rất là xin lỗi mọi người là em cái sample của em lại để đâu mất rồi à, không biết là chắc là bạn nào đấy bạn ấy lại cầm hoặc là em để quên trong phòng livestream ở bên kia đấy thì à, giá của nó một chiếc thì là 339.000 và các bạn mua hai chiếc thì giá là 639.000 thôi À đúng rồi 639 nghìn thôi Đó thì các bạn được giảm Và đây là mức giá độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải các bạn nhé Đó và nó thì uh, cái dây của nó vẫn là cái dây 3 ly Dây đồng nguyên khối 3 ly Chịu được tải lên đến 4.000W Các bạn cắm 2 ba lồi lẩu và ăn tẹt ga Nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ Và một đổi một trong vòng 6 tháng Và các bạn còn được bảo hành lên đến 1 năm Nhưng mà điều tự hào nhất của cái con house Đấy là chính là anh trung vệ áo đỏ có tên là Atomat anh này thì các bạn đi chơi, đi làm hoặc đi ngủ Nó vẫn đứng ở đó để bảo vệ cổ cắm cho các bạn Không xảy ra cháy nổ Để giúp cho các bạn an toàn, gia đình các bạn an toàn hơn Gia đình là ai? Là bố mẹ chúng ta, là vợ con chúng ta Những điều thiêng liêng nhất Và nó cũng là cả một cái tài sản Mà các bạn dành cả cuộc đời ra để tích lũy Nên là các bạn đừng có tiết kiệm một cái ổ điện nhá Ổ điện này là ổ điện rất là xịn luôn Các bạn dùng phát các bạn thích ngay Nó có cái C4 là có bốn ổ cắm Cộng 3 cổng sạc, hai cổng USB và một cổng tai si. Đó, số điện thoại mình để trên logo 0889 333300 và website là menhouse vn nếu các bạn muốn thì các bạn có thể nhắn tin qua zalo để các bạn được tư vấn còn chiếc áo mà mình đang mặc đây chính là chiếc áo Vicento Đấy, áo uh, có tên là President tức là áo tổng thống áo này thì các bạn biết là bằng lụa nhật bản nó không nhăn mềm mịn mượt mát nó không nhăn một tí nào cả Đấy, và mặc nó rất là nhẹ trông rất là lịch sự luôn giá của nó thì bình thường ra nó phải trên một triệu nhưng Visanto giảm xuống cho các bạn Còn xuống còn 639.000 Nhưng nếu các bạn mua theo combo thì giá lại còn thấp hơn Các bạn mua 3 chiếc thì giá chỉ là 1 triệu 398.000 Lại được tặng chiếc ví da cá sấu Trị giá 1 triệu 598.000 các bạn mua là 1 triệu 398 000 Nhưng được tặng ví da trị giá 1 triệu 598 000 Và đây là chiếc ví da cá sấu xịn Mặc dù nó là quà tặng Nhưng các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu xịn Mình vẫn đền các bạn 1 tỷ ok Để các bạn biết là giá thì là độc quyền thấp Dành cho Vlog Minh Hải rồi còn sản phẩm thì luôn luôn là sản phẩm chính hãng à, các bạn đến với visanto.vn thì các bạn sẽ có một cái quyền Các bạn cứ lựa chọn combo theo ý của các bạn Combo càng lớn các bạn giảm giá càng nhiều Combo càng lớn các bạn lại càng được tặng quà có giá trị Và nếu các bạn đến 20, 240 kim mã Hà Nội Thì các bạn lại còn được tặng thêm, được giảm giá thêm là Khi mà các bạn nói là Vlog Minh Hải Số điện thoại vẫn là 0889 33 3300 Cảm ơn các bạn rất nhiều tiếp tục là những câu hỏi các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đặt ra ok luôn bạn hiếu nguyễn văn có nói là hôm qua xem xong mà ức chế không ngủ được mình nghĩ là chúng ta có cảm xúc khá là giống nhau ai cũng vậy thôi chúng ta đều có những cái sự thất vọng thật sự mà nói là rất thất vọng là đằng khác nhiều người hôm nay đúng là cái inbox của mình nó vỡ tan luôn bởi vì mọi người nhắn tin nhiều quá hôm nay điện thoại của mình mình cũng phải để sang chế độ máy bay bởi vì mọi người gọi rất là nhiều các bạn ạ phong nói anh Hải ơi, anh Hoàng anh Tuấn có cởi mở với các cầu thủ Việt Kiều không anh? Ủng hộ anh Hoàng anh Tuấn kiếm vé đi Olympic. Biết đâu lại là địa chấn như U20 đi đá World Cup. Biết đâu lại giống Thường Châu. Anh Hoàng anh Tuấn là rất mở rộng với cầu thủ Việt Kiều. Nó thể hiện bằng hai cái ví dụ. Cái đợt mà anh ấy đi cùng với đội của chúng ta sang Đức, các bạn nhớ không? Là lúc đấy anh Hoàng anh Tuấn đã cho một cầu thủ Việt Kiều người Ý, người Italia tập thử cùng với đội. Nhưng cuối cùng bạn ấy không đáp ứng được thứ hai là khi huấn luyện viên philip chuse không sử dụng andre an khánh thì anh hoàng anh tuấn với mình, mình đã bàn với nhau và anh tuấn có nói là minh hải uh, liên hệ với gia đình hộ để uh, mời an khánh nếu mà an khánh ok phát là anh làm visa cho an khánh đi đá cái seoul cup các bạn còn nhớ không đó thì anh hoàng anh tuấn rất là cởi mở anh hoàng anh tuấn là một người rất là góc cạnh anh tuấn rất là móng lửa nhưng mà anh tuấn rất là tình cảm các bạn cứ yên tâm là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì đúng mình mình chia sẻ nhé à, Tôi thấy nên mời huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là ổn nhất Vì huấn luyện viên này có chiến thuật và uy tín với cầu thủ Nếu mà được anh Chu Đình Nghiêm thì cũng rất là ok Bạn Duy Võ Minh có nói là anh Hải ơi Nếu bác Hoàng Anh Tuấn thực sự làm tuyển U23 Việt Nam Thì xin bác ấy hãy thuyết phục bạn Nguyễn An Khánh Đá vòng chung kết U23 châu Á đi ạ à. Bạn yên tâm, câu chuyện này ok Sáng ngày hôm nay mình vừa nói chuyện với bố của An Khánh xong Sáng ngày hôm nay thì vừa nói chuyện với bố của An Khánh, chính xác là đêm ngày hôm qua, dạng sáng ngày hôm nay thì uh, hai anh em có nói chuyện với nhau. Các bạn cứ yên tâm, không các bạn đừng lo. Nhưng mà mình tin là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải tính toán, bởi vì là còn rất nhiều điều về nhân sự, về cái định hướng nữa, nó không đơn giản đâu các bạn ạ. Các bạn nhớ nhá, thông tin còn rất nhiều danh sách ứng cử viên cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, danh sách ứng viên cho huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển quốc gia sẽ được công bố trong thời gian tới và chắc chắn là liên đoàn sẽ phải làm việc từ sớm bây giờ thì các bạn hãy follow các bạn hãy đăng ký kênh của vlog minh hải để minh hải báo cho các bạn thông tin sớm nhất mình luôn luôn mong muốn mình là người đầu tiên đưa thông tin đó và mình cũng rất muốn các bạn là người đầu tiên tiếp nhận được thông tin đó và các bạn đừng quên các bạn đừng quên nhá là ở trên livestream này mình sẽ phục vụ các bạn các bạn muốn như nào thì mình sẽ đáp ứng các bạn for, các bạn đăng ký bằng cách là khi các bạn đăng ký xong các bạn nhấn ấn vào chuông và chọn thông báo để cho youtube sẽ báo cho các bạn khi mình lên sóng và các bạn đừng quên hãy để lại cho minh hải một like cảm ơn các bạn rất nhiều an phạm huấn luyện viên lyon jean là người phù hợp nhất thấu hiểu cầu thủ nhất mình cũng đồng ý với quan điểm này nhưng nhiều người lại bảo là ông đã hết bài rồi à, sao không nghĩ đến huấn luyện viên hữu thắng ở anh bạn thu hường cao ở nhà chúng ta cũng không nghĩ đến anh hữu thắng <laughs> mình cũng không biết nữa Âu Dương Khải, huấn luyện viên Mark 1 của Bỉ, ok luôn, chốt hạ ngay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình